Rồi, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái form login và register ha. Thì đầu tiên là cô vẽ cái sơ đồ để định hướng để cho các bạn dễ hiểu đã. Rồi, thì ở đây mình sẽ có một cái trang. Mình sẽ có một cái trang là trang login. À, register, trang register. Nếu mà mình đăng ký thành công, nếu mà đăng ký thành công thì nó sẽ chuyển về cái trang login để cho mình đăng nhập. Nè, nếu mà đăng ký thành công thì nó chuyển về trang login. Rồi, cái này là đăng ký thành công. Đăng ký thành công. Yes, cho nó gọn. Còn nếu mà không đăng ký thành công thì nó sẽ có một cái thông báo là cái mail này đã tồn tại rồi. Thì yêu cầu mình nó sẽ load lại cái form để cho mình hoặc là những cái thông báo. No thì sẽ hiển thị cái thông báo và load lại form. Là hiển thị thông báo. Rồi. Còn khi mà login thì nếu mà login thành công thì nó sẽ chuyển về trang danh sách người dùng. Giả sử vậy. Trong cái demo này là chuyển về trang danh sách người dùng. Tức là nó sẽ trả về cái index hoặc gọi là danh sách user. Còn nếu mà login sai thì nó sẽ báo lỗi hoặc là nó sẽ chuyển về cái trang chủ hoặc là nó hiển thị báo lỗi tùy mình. Nếu mà no thì hiển thị về trang chủ, trang chủ của homepage. Homepage, trang chủ của homepage. Đó, đó. Rồi, theo cái sơ đồ của mình là như vậy nha. Thì mình sẽ làm cái logic như vậy. Đó, đó. Còn login thành công thì chuyển về trang index chứa danh sách user. Rồi, còn nếu mà login thất bại chuyển về trang chủ của homepage, controller homepage, index trang chủ. Còn nếu mà đăng ký thành công thì bây giờ cô cho một cái controller phía trước đây. Đăng ký thành công thì nó sẽ chuyển về cái login, form login. Còn đăng ký thất bại thì nó sẽ hiển thị thông báo. Được. Đó. Thì ở đây cái controller homepage là hôm trước mình đã làm rồi. Thì cô sẽ hướng dẫn tạo cái controller login. Và trong cái controller login thì mình sẽ có action method register, tức là cái form tạo form đăng ký, và một cái action method form login để tạo cái form đăng nhập, và một cái action method index để hiển thị cái danh sách, để hiển thị cái danh sách user. Đó, index là hiển thị danh sách user. Đó, cô ghi chú như thế này để cho dễ hình dung. Rồi, thì bây giờ các bạn vào cái thư mục controller, các bạn click phải, các bạn chọn add controller. Đó, các bạn chọn empty, các bạn nhấn add. Thì ở đây á, là cô trước đó đã tạo cái controller login rồi. Thì bây giờ cô sẽ đặt là login 2 ha. Nhớ login 2. Rồi các bạn nhấn add. Rồi trong đây ha, trong đây thì mình sẽ sử dụng cái hàm index để hiển thị danh sách user. Thì để lấy dữ liệu từ cái
database thì các bạn sẽ khai báo cái thư viện bằng cách là using ở trên cái thư viện mà gõ using tên của cái project chấm thư mục model đó. Rồi sau khi mà khai báo thư viện xong thì các bạn vào trong lớp login hai controller các bạn khởi tạo database. Thì nếu mà các bạn không nhớ cái tên database là gì thì các bạn vào cái thư mục model vào cái thư mục model thì nó như thế này các bạn sổ ra thì các bạn chú ý cái tập tin db.contact.tt đó, cái đuôi của nó là .tt đó, thì các bạn sổ ra thì các bạn nhấp vào cái contact CS thì đây là cái tên database ở mức ngữ cảnh mà mình khai tạo để lấy các cái tên lớp hoặc là để lấy các cái tên bảng trong database. Bây giờ rồi bây giờ của mình là quản lý ha, quản lý bán hàng các bạn đặt tên cho cô là database bằng new database. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là các bạn vào trong cái hàm index thì return view tức là trả về một cái khung nhìn ha. Thì cái khung nhìn của mình là nó sẽ chứa cái danh sách user. Thì để lấy cái bảng user thì các bạn phải gọi cái tên database. Database rồi chấm tên bảng. Rồi chấm to list để hiển thị dưới dạng danh sách. Đó. Đó. Rồi sau khi mà bạn lấy cái dữ liệu của bạn user xong thì cái bước tiếp theo là cái bạn render hay còn gọi là bạn add cái index sang view để bắt đầu hiển thị để tạo một cái form form hiển thị. Rồi các bạn add view. Đó. Rồi các bạn chọn view, các bạn chọn add. Thì trong trường hợp này các bạn có thể tự thiết kế cái form hiển thị hoặc là các bạn sử dụng cái template ha. Thì các bạn nhấp vào cái template, các bạn chọn cho cô là list. Đó. Rồi cái model class các bạn chọn cho cô là tên của cái table user. Đó. Đó, rồi sau đó các bạn nhấn add. Cô đang sử dụng cái database cái layout là master. Các bạn nhấn add. Được chưa? Đó. Rồi, thì ở đây các bạn thấy cái dòng đầu tiên là nó móc cái bảng user ra, còn enumable tức là hiển thị dưới dạng danh sách ha. Rồi. Rồi bây giờ mình rồi thì bây giờ các bạn thấy ha, ở đây là khi mà mình sử dụng template á thì nó đang sử dụng các cái methods của HTML helper, tức là phần trợ giúp về HTML giúp cho mình giảm tải cái số dòng code và nó có nhiều cái lớp và những cái hàm hỗ trợ trong cái HTML helper. Rồi để mà sử dụng cái một cái method trong HTML helper thì các bạn bắt đầu bằng dấu a cộng rồi HTML chấm action link. Thì cái action link này nó giống như là cái thẻ A trong HTML thuần vậy đó. Đó. Còn trong cái action link nó có hai tham số. Thứ nhất là cái test hiển thị hiển thị trên giao diện. Rồi cái tham số thứ hai đó là cái chủ cái tên hàm hay còn gọi là tên action method dùng để re-edit á. Đó, thì cái này chút nữa mình sẽ xử lý sau. Hoặc là mình hồi nãy chút nữa mình sẽ tạo cái user mới thì mình có thể truyền cái tên của tạo user mới ở đây chút nữa mình tạo thì mình sẽ sửa lại. Thì cái việc hiển thị danh sách là ở đây template nó đang sử dụng văn bản cái display number display name for thì nó giống như cái thẻ label trong HTML thuần. Rồi model.stt tức là nó đang lấy cái tên của cái cột trong database làm cái tiêu đề bảng. Rồi tiếp theo là cái vòng lặp for each. Vòng lặp for each tức là cái vòng lặp mà duyệt từng dòng trong bảng dữ liệu để mà nó hiển thị lên nó hiển thị lên thì cái display for là hiển thị dữ liệu ha. Rồi nó hiển thị dữ liệu ở các cột số từ email họ tên pass đó. Đó. Thì cái này mình không có nhu cầu hiển thị cái confirm thì các bạn có quyền xóa nó đi các bạn có quyền xóa nó đi, các bạn để cái ô trống cũng được, bạn xóa cái này thôi được chưa. Đó còn cái này là những cái link
Khi mà mình nhấp vào tại cái dòng đó, chức năng này thì nó sẽ có chức năng là update. Còn này là detail, xem thông tin chi tiết. Delete là xóa nè. Đó. Thì bây giờ mình chạy thử cái trang index nè, trang index. Đây ha, đó, đây là cái trang index của mình. Đó. Thì trong cái database của mình có một cái dòng duy nhất. Đó, đây là create new thì chút nữa mình sẽ cho nó là register đăng ký ha. Đây là cái tiêu đề. Thì đối với lại cái tiêu đề nó đang lấy cái tên cột trong cái database thì mình có thể là định dạng lại cái nội dung hiển thị. Đó, thì nó có rất là nhiều cách. Rồi, bây giờ cái cách thứ nhất cái cách thứ nhất là bạn có thể là không lấy cái tiêu đề cột chỗ này nha. Ví dụ như cô ràng cái này lại nha. Bạn có thể gõ trực tiếp một cái nhãn chỗ này. Ví dụ như này là số thứ tự đúng không? Cô ghi là số thứ tự chẳng hạn. Đúng không? Đó. Rồi mình load lại. Đây là cách thứ nhất. Đúng không? Số thứ tự. À. Rồi cái cách thứ hai là mình sẽ sửa trong cái lớp đối tượng. Rồi mình gỡ cái này ra. À. Thì các bạn vào cái thư mục model, các bạn mở cái lớp và TBL user lên. À. Thì ví dụ như cái email user nè, bây giờ cô muốn hiển thị nó có cái tên là email, thì các bạn sử dụng một cái thuộc tính đó là display name, đó, mở ngoặc. Rồi bạn khai báo thư viện ha, bóng đèn hiện ra thì bạn nhấp vô. Thì nó nằm trong cái thư viện là UC-System.Component-Model. Còn nếu mà mình biết rồi thì mình gõ luôn ha, rồi sau đó mình sử dụng cái này. À, rồi còn mình quên thì mình cứ gõ trước rồi mình UC sau. Ví dụ như đây là email, đúng không? Đó. Rồi họ tên. Mình đặt cái display name ở phía trước cái tên thuộc tính mà mình muốn hiển thị lại một cái nhãn khác, một cái tên khác. À, ví dụ như họ tên ha. Rồi. Rồi ở đây cô cho nó là hình ảnh. Đó. Rồi cái chỗ này thì cô diễn tả nó là mật khẩu ha, mật khẩu. Đó. Đó. Rồi các bạn nhấn save. Encoding các bạn chọn cho cô là UTF-8 Unicode, các bạn nhấn OK. Rồi cái này đó. Rồi bây giờ mình chạy lại cái trang index ha, index của cái controller login. Được chưa? Email, họ tên, hình ảnh, mật khẩu. Cái confirm mật khẩu này á, thì mình tắt nó luôn đi. Mình vào cái index. Rồi cái confirm mật khẩu là cái tiêu đề nè. Mình xóa nó luôn đi. Cái danh sách thì không cần phải hiển thị cái đó. Khi mà mình đăng ký thì mới cần confirm. Tạo mới thì mới cần confirm. Được chưa? Đó, cái này edit, detail và delete. Đó, thì chút nữa sau hôm sau á, là mình sẽ làm những cái chức năng này. Rồi tiếp theo, tiếp theo là mình tạo một cái form gọi là cái form
đăng nhập đây nha, cái form đăng nhập. Rồi public, public action results, form login. Đó thì cái form này á là mình, cái action này á mình sẽ return a view. Đó. Thì return a view tức là mình hiển thị cái khung nhìn, tức là những cái control để cho người dùng nhập thông tin vào để login. Đó. Thì ở đây ở phía trước cái action này cô đặt nó là http get. Get tức là get cái form lên. Đó, được chưa? Rồi. Cô click phải lên trên cái action method form login. Cô nhấn add view. Đó. Rồi các bạn chọn view. Các bạn nhấn add. Rồi, cái template này cô sẽ chọn empty. Đó, empty. Thì cái empty với lại cái empty quick data model nó khác nhau. Đó, nó chỉ giống là tạo một cái trang HTML rỗng. Nó khác ở chỗ là empty thì nó có cho phép mình chọn cái model class, tức là lớp đối tượng. Còn cái empty quick data model là nó sẽ ẩn đi, nó không có cho mình chọn model. Được không? Đó, cô sẽ chọn empty ha. Rồi cô chọn layout master. Rồi. Thì cái model class á bạn chọn cho cô là user. À, cái lớp user, và sau đó các bạn nhấn add. Thì trong cái form login này cô sử dụng cái div ha. Trong cái form login này thì cô sẽ sử dụng cái mã HTML helper using. Đó. Rồi, HTML chấm begin form. Đó, begin form. Thì ở trong đây đầu tiên là cái tên action methods dùng để xác thực, dùng để xác thực cái việc login có thành công hay không. Đó, thì các bạn qua cái login hai controller này ha. Đó, thì ở chỗ này public action results, cô sẽ đặt là authent, tức là cái hàm xác thực các thông tin. À, rồi return view đi ha, tức là mình đặt một cái action ở đây. À, chút nữa mình phải xử lý sau ha. Rồi các bạn copy cho cô cái action name. À, thì cái này nó có đóng vai trò là http boss. À, boss. Rồi get là get cái form lên. À, boss là liên quan với phần xử lý dữ liệu. Rồi bây giờ các bạn copy cho cô cái action name authent. À, các bạn dán vào đây. À, đây là cái tên action name dùng để xác thực thông tin login vào có đúng hay không. Rồi cái tham số thứ hai, cái tham số hai thì bạn thấy nó có một cái dấu nhắc nè. Ví dụ như phải đi ha. Tham số thứ hai đó là controller name. Đó, thì cái action name authent nó đang nằm trong cái controller name là login 2. Đây là một cái demo cô đặt cái login là login 2 nha. Rồi. Rồi cô truyền vô là login 2. Đâu? Đó. Tiếp theo là cô xác nhận cái form method, tức là cái phương thức của form là boss. Đúng không? Đó là boss. Rồi, mở khói, đóng khói. Rồi được chưa? Đó. Tự động nó ra cái này. Rồi bây giờ các bạn sẽ thiết kế form ha. Cái form của cô là cô sẽ sử dụng cái bảng. Rồi cái TR. TR. Rồi là dòng. Thì cái bảng này cô sẽ có hai cột. Một cột bên tay trái để chứa cái nhãn. Một cột bên tay phải dùng để chứa cái control để nhập thông tin đăng nhập. Nè. Rồi. Thì ở đây là giả sử như cô có đăng nhập thì cô có email đi ha, email. Rồi tiếp theo là cái cột kế bên là cái TD ha, TD. Thì ở trong này là cái một cái a.html.test .test port for. Được không? Thay vì các bạn sử dụng input type text thì ở đây mình sử dụng html.text for. Rồi mình khai báo cái biến ha. Đó, chấm email. Rồi.
Tiếp theo cái dòng thứ hai, cái dòng thứ hai thì cái dự ý của mình á là cái dòng thứ hai nó sẽ hiển thị cái thông báo, nếu mà cái thông báo mà là cái mail này không đúng hay là như nào đó. Rồi thì mình sẽ để ở đây chút nữa mình xử lý sau. Đó. Rồi cái dòng tiếp theo là nó sẽ chứa cái password ha. Nó chứa password. Thì password mình nhập là cái nhãn là mật khẩu, mật khẩu. Rồi thì cái cột tiếp theo là cho phép mình nhập mật khẩu ha. Đó. Thì ở đây http chấm password form để mình lấy được các cái thuộc tính mã hóa cái chỗ này, để khi mà mình nhập test vô thì nó sẽ hiển thị dấu chấm ha. Rồi cô phải báo biến m là pass đâu. Rồi vậy về cơ bản, về cơ bản là cái form của mình xong rồi ha. Rồi cô thêm một cái dòng nữa, cái dòng này nó sẽ chứa cái nút gọi là nút login ha. Rồi con sẽ trộn hai cột thành một, thì trong đây nó sẽ chứa login, cái nút login thì con sẽ dùng input, input cái file là submit, submit đó. Rồi cái name là tbn login, rồi cái value là login đăng nhập á. Rồi đóng lại. Rồi bây giờ mình chạy thử cái form login này ha. Đó, mình show cái form lên coi được chưa. Rồi vậy là cái form login của mình thành công rồi. Bây giờ là mình sẽ xử lý cái việc là kiểm tra các cái thông tin đầu vào ha. Rồi các bạn vào cái login 2 controller thì các bạn bắt đầu khai báo cái biến để mà mình lấy dữ liệu ở trong database, và mình sẽ lấy cái dữ liệu ở trên form và mình so sánh với nhau ha. Thì ở đây là cô sẽ lấy một cái tham tham số ở trong cái ô thuần á, là cái bảng user. Rồi ở đây cô khai báo là user đó. Đó rồi tiếp theo là cô khai báo một cái biến var, var check. Rồi cô sẽ kiểm tra cái thông tin đó. Thì bây giờ mình khai báo cái database trước ha. Rồi chấm cái bảng, chấm que là select que điều kiện đó. Rồi s chấm email, đây là cái đây là cái giá trị mà mình nhập ở trên form đúng không. Rồi mình sử dụng một cái phương thức đó là equal để so sánh bằng thì cái user tức là các cái dòng dữ liệu trong bảng user chấm email, tức là mình lấy hai cái giá trị đó mình so sánh với nhau đó. Rồi tiếp theo là đây là dấu ngoặc của equal, đây là dấu ngoặc của where, thì cái where nó còn một cái điều kiện nữa Rồi và thì mình so sánh thêm về cái password, password chấm equal rồi user chấm pass hai cái bằng nhau đúng không. Thì mình bắt đầu đặt con trỏ vào cái dòng đầu tiên của bảng và mình dò đúng không. Đó rồi rồi thì mình dò xong thì cái check nó sẽ có giá trị là null hoặc là not null. Tức là nếu mà check bằng null, nếu check bằng null tức là nó vi phạm một cái điều kiện, tức là cái mật khẩu hoặc là password bị sai thì mình phải báo ha, mình sẽ có một cái thông báo. Rồi nếu check bằng null tức là một cái thông tin nào đó bị sai
thì mình hiển thị thông báo hoặc là mình sẽ chuyển hướng đến trang chủ. Thì theo cái kế hoạch của mình á là nếu log in sai thì sẽ chuyển với trang chủ đúng không? Đó thì lúc này là mình return, mình return redirection tức là chuyển hướng. Đó. Thì ở đây cái action á mà mình chuyển hướng nó khác controller thì mình phải chỉ định cái controller ra. Đó, ví dụ như đây là cái tên controller này, homepage, đúng không? Rồi tiếp theo sau đó là cái action trong cái controller, ví dụ như trang chủ, được chưa? Đó, tức là nếu mà log in sai thì nó sẽ chuyển hướng tới cái trang chủ của cái controller home. Đó. Còn nếu mà log in thành công, đúng không? Nếu mà log in thành công thì mình sẽ chuyển hướng tới cái trang index, cái trang index của log in, tức là cái trang danh sách. Danh sách người dùng. Rồi. Rồi nếu mà thành công thì return redirect to action. À, ở đây là cái trang index đúng không? Index. Đó. Index là chỗ này nè, là cái trang chứa danh sách người dùng nè. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ mình chạy cái form login ha. Mình chạy form login. Bây giờ mình login thành công trước đi ha. 1 2 3 login. Trang index của mình làm chưa? Làm rồi đúng không? Hiển thị danh sách. Rồi bây giờ cô log inside đi ha. Bắt vào sai. Rồi trang chủ. Rồi mình bị ngược cái chỗ này. Cái này là cái action name trước nè. Controller name sau ha. Rồi mình chạy lại. Rồi. Ví dụ mật khẩu xa. Đó, nó sẽ chuyển về trang chủ, đúng không? Đó. Rồi, ví dụ như mình đăng nhập đúng. Thì nó sẽ chuyển về trang index chứa danh sách người dùng, đúng không? Đó, mình đã đúng về cái nhánh này, cái nhánh này. Thì bây giờ là mình sẽ tạo một cái form đăng ký. Đó, nếu mà đăng ký thành công thì nó sẽ chuyển hướng về cái trang login. Còn chuyện đăng ký không thành công thì nó sẽ báo lỗi. Được chưa? Đó thì bây giờ mình sẽ quay về cái login 2 controller ha. Rồi. Thì đầu tiên là mình thiết kế form. Mình thiết kế form. Rồi, publish action results register ha. Đây là cái form register. Thì hai cái hàm post suy kết đó, khác nhau cũng được không sao ha. Register rồi return view là trả về khung nhìn đó. Rồi HTTP post đó, thì dưới này là mình cũng public luôn action results register. Vậy ở đây là mình có hai trường hợp, một là cái action name của get với post khác nhau và một cái action name của get với post khác nhau đều được ha. Visitor. Rồi ở trong đây là table user. Đó. Tạm thời như vậy mình thiết kế xong thì mình sẽ quay qua mình viết những cái lệnh để mà mình kiểm tra cái dữ liệu đầu vào ha. Đây thì các bạn vào
nhấp phải vào cái action name có thuộc tính get, các bạn click phải vào. Rồi sau đó các bạn nhấn add view. Rồi nhấn add. Thì template thì cô sẽ chọn là empty. Model class thì chọn user. Rồi master playout. Rồi nhấn add. Rồi bây giờ mình thiết kế cái form ha. Thiết kế nhanh về cái form. Rồi div. Thì ở đây A cộng using HTML chấm begin form. Rồi đầu tiên là cái action name nha, cái action name. Cái action name là cái phương thức nha, phương thức xử lý nha. Rồi cái tham số tiếp theo phải nha, tham số tiếp theo là cái tên của cái controller của mình là login 2 nha. Rồi tham số tiếp theo là form methods là boss. Đó. Rồi thì sau đó các bạn mở khóa đóng khóa. Được chưa? Đó. Sao nó nhảy vô trong đây dữ. Rồi mở khóa đóng khóa ha. Rồi thì bây giờ á, là mình hiển thị, mình định dạng cô sử dụng cái table ha. TR trong đây có TD. TD. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng cái label for hoặc là cái display name for đều được. Hồi nãy giờ là mình sử dụng cái display name for rồi đúng không? Bây giờ là cô hướng dẫn các bạn sử dụng label for. Rồi, a cộng html chấm label for. Đúng không? Đó. Tức là cô đang muốn lấy cái nhãn của cái cột ra làm cái tiêu đề. Tiêu đề cột. Được không? Hoặc là các bạn gõ trực tiếp cái tab vào tùy mình. Rồi cô khai báo một cái biến ha, chấm cái này là đăng ký đúng không? Đăng ký thì có email nè, có password, có hình ảnh, có họ tên. Thì bây giờ cô cho họ tên trước đi ha, họ tên. Rồi cái đó là cái nhãn. Tiếp theo là một cái tab box dùng để nhập tên vô. Đó, HTML chấm tab box for. Rồi ở trong này là m chấm nó tên đó, đó. Rồi về xong một cái thuộc tính rồi thì các bạn có thể copy, bạn sửa lại cái tiêu đề đúng không? Rồi tiếp theo là cái email, email. Rồi cái tab là email đúng không? Email xong thì là cho phép mình chọn hình ảnh ha, hình ảnh. Thì hình ảnh thì các bạn có thể cho nó nằm ở dòng dưới hoặc là cái cột bên tay phải. Thì trường hợp này mình chỉnh một chút xíu chỗ này. Ví dụ như đây là thêm một cái cột hình ảnh đúng không? Đây, cái dòng cột. Rồi. Ở đây mình có cái columns. Đó, mình cho trộn nó lại làm 3. Rồi hình một cái nút để chọn hình ha. Input type là file. Đó, name là button upload. Upload hình. Được. Đó. Rồi rồi email hình. Tiếp theo là cái confirm password ha, password và confirm password. Rồi thì cái chỗ này là pass. Pass. Rồi cái này là pass. Đúng không? Rồi confirm password. TR TD. Rồi, cái confirm password á, là cái thuộc tính mà mình sử dụng để xử lý cái việc là so sánh. So sánh giữa cái password và password có giống nhau hay không. Đó, nên là nếu mà mình không so sánh á, mình theo cái hướng chủ quan á, là mình nhập một lần á, thôi á, thì có thể là mình nhớ sai. Đó, thì ở đây là cô sẽ
cho cái nhãn chỗ này là HTML chấm chấm label for, thì các bạn coi ở bên kia là mình đã khai báo cái confirm chưa đây nha. Đó thì ở đây là mình khai báo thêm chứ trong database của mình không có nha, public string confirm get set. Và ở trên cái thuộc tính confirm pass thì các bạn xác định đây là cái thuộc tính not mask, tức là không ánh xạ vào trong database, chỉ là xử lý về cái mặt giao diện thôi, not mask là không ánh xạ vào ha. Rồi đâu hát form login đây ha. Rồi đây đâu rồi, phải chừng mở lộn chỗ nha. Login 2, cái form login. Rồi cái pass. Ồ, cái này sao thấy nó lạ lạ vậy ta? Yes. Login. Register chứ. Register đang làm register. Rồi m chấm confirm password. Rồi. Td a cộng html chấm password thì mình sử dụng password for đó để mình kế thừa các cái thuộc tính mã hóa chỗ này. Rồi confirm cái chỗ này mình sửa là password for nha. Đó, password for. Sửa lại cái password for cho cái pass luôn nha. Rồi bây giờ ở cái dòng dưới email ha, cái dòng dưới email mình cho một cái dòng trống trong những trường hợp mà cái email của mình á, dùng để đăng ký nó bị trùng, thì ở dưới cái dòng email nó sẽ hiển thị một cái dòng thông báo, thì mình cho một cái dòng ở đây ha. TD rồi const 3 đâu đó, chỗ này để trống ha, được chưa đó. Rồi tiếp theo là cái dòng để mà chứa cái nút đăng ký nha. Rồi con span là 3, mỗi dòng 3 cột, mình phải đảm bảo mỗi dòng là 3 cột để nó không bị lệch. Rồi ở đây cô sử dụng input này, try là submit. Submit rồi cô đặt cái tên, cái tên là btl register đi. Rồi register ha. Rồi value là register luôn. Register. Rồi cô đóng lại. Bây giờ mình kiểm tra cái form register của mình là đã ổn chưa ha. Rồi đây là cái form register của mình ha, đây là cái cột để mà chứa hình này, được không? Đó thì chút nữa mình xử lý chỗ này. Rồi vậy cái form mình đã hiển thị thành công rồi, thì bây giờ mình vào cái controller để mình xử lý các cái thông tin đầu vào là có hợp lệ không nha. Và nếu hợp lệ thì sẽ thêm cái thông tin đó vào trong cái bảng user. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ kiểm tra các giá trị đầu vào có đúng cái định dạng không, bằng cách là các bạn dùng if ha, model state ha, chấm invalid, invalid là validation á. Nếu mà các giá trị đầu vào ví dụ như mail đúng dạng đúng chuẩn của mail chẳng hạn vậy ha. Rồi bây giờ mình khai báo một cái biến var check bằng database chấm cái tên bảng chấm first or default
bắt đầu đặt con chó vào cái dòng đầu tiên của bảng để lấy dữ liệu ra và so sánh. Rồi S chấm email, mình xác định email là sử dụng email đăng ký đó có trùng hay không nha. Rồi mình sử dụng dấu bằng hay là cái hàm equal đều được nha. Rồi user chấm email đó. Thì cái biến check nó sẽ có giá trị là null hoặc là khác null. Nếu mà so sánh bằng null, tức là hai cái giá trị của cái, tức là cái email đó chưa được sử dụng để đăng ký trước đó, đó thì mình sẽ add cái user này vào trong bảng dữ liệu. Rồi nếu check bằng null, thì mình sẽ add mới vào, đúng không? Rồi database chấm tên bảng đó, chấm cái hàm methods là add. Rồi add cái user mới vào đó. Rồi sau khi add vào thì mình sẽ update hay gọi là cập nhật cái sự thay đổi đó. Database chấm self self change. Rồi thì sau khi mà cập nhật thành công thì mình sẽ điều hướng đến cái trang, khi mà login thành công thì mình sẽ điều hướng đến cái trang login để lấy cái tài khoản đó để mà login. Rồi thì mình sẽ return ra redirect to action. Đầu tiên là cái action name thì action name của mình là trên đây là gì, form login ha, form login đó, tức là chuyển hướng tới cái trang login đó. Rồi thì cái form login nó cùng với lại cái controller thì mình có thể là không cần xác định cái tên controller đó. Còn bạn xác định cũng được, không sao, nó cái này là chắc chắn hơn thôi đó, nó chỉ dư thôi chứ không có gì nha. Rồi ngược lại nha, ngược lại tức là nếu mà cái check của nó khác null, tức là cái mail đó sử dụng đăng ký bị trùng, thì ở đây là cô sẽ cho nó một cái hiển thị một cái thông báo bằng viewpath. Viewpath là một cái thư viện dùng để hiển thị một cái database dưới dạng thông báo nhỏ nào đó. Rồi bây giờ cô cho nó là error ha. Đây là cái tên mình tự đặt nha. Và sau đó cái nội dung nó là gì? Email này, email này đã, email này đã tồn tại, hoặc là email này đã tồn tại đi, đã được sử dụng ha, đã được sử dụng. Vui lòng chọn email khác, được không? Rồi sau đó mình return a view nha. Được chưa? Rồi thì cái chỗ này mình return a view, đây là cái if bên ngoài đúng không, return a view, được chưa? Đó rồi thì bây giờ là mình chạy cái form register đi ha, mình chạy cái form register. Rồi. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái Nguyễn Văn A đi ha. Rồi mail mình bây giờ cô sử dụng mail đã tồn tại rồi. Mật khẩu 123, confirm 123. Rồi nhấn register. Nó load lại đúng không? Nó load lại, nó chưa hiển thị cái view path. Thì để hiển thị cái view path á thì các bạn mở cái trang register HTML á, cái dòng hồi nãy mình để dòng trống để hiển thị thông báo á là chỗ này nè, đúng không? Ở phía dưới cái email nè, đó. Thì mình ràng buộc ở chỗ này. Nếu trong cái HTML helper thì để bắt đầu câu lệnh thì mình bắt đầu bằng dấu A cộng nha. Nếu
Rồi bây giờ copy cho cô cái này. À, nếu view path .error. À, nếu view path .error bằng null. À, bằng null. Thì hiển thị dữ liệu của view path mà mình đã định dạng ở bên này. Đúng không? À, mình gọi lại để nó hiển thị cái này. Được chưa? Rồi, cần cho né thử ha. Rồi mình load lại nha. Ơi, nó hiển thị là email này đã được sử dụng vui lòng cho một email khác. Đó. Thì cái chỗ này bạn xét là nếu viewpath.error khác null. Khác null là ở bên này nó kiểm tra là nó thấy là cái email nó bị sai. Nên là nó đã gán cái chuỗi này vào cho cái viewpath.error rồi. Tức là cái nó đã chạy vô đây, nó đã chạy vô đây tức là cái email nó sai ha. Đó thì mình xét là nếu viewpath.error khác null thì mình sẽ hiển thị cái thông tin của viewpath ra. À, đó. Thì ở chỗ này các bạn có thể là cho cái chữ màu đỏ chỗ này cũng được. Rồi color red nha, color red. Test align cho center vô giữa. Đó, nó sẽ hiển thị như thế này. À, rồi. Rồi bây giờ giả sử như mình đăng ký một cái mail khác nha, ABC. Đó, nó sẽ chuyển về cái trang login. Đó, bây giờ mình lấy cái tài khoản mình vừa mới đăng ký. Thì nào đăng nhập chứ, mình đăng nhập thành công thì nó sẽ vào cái trang danh sách nha. Đăng nhập thành công sẽ vào trang danh sách, đúng không? Đăng ký thành công thì nó sẽ chuyển về trang login. Còn đăng ký sai thì nó sẽ hiển thị thông báo, đúng không? Đó, thì nó sẽ hiển thị thông báo chỗ này. À, bây giờ cô sửa cái test này. À, bây giờ cô muốn ở cái nút này sẽ có chức năng là register. À, khi nhắc vào thì nó sẽ mở tới cái trang gọi là trang register. Thì mình sửa luôn ở trong này luôn. À, đó là thuộc về cái trang index, cái trang index. Rồi. Rồi, cái trang index đây là cái create new nè ha. Ví dụ như là tạo mới user, đó, cái đó cái test hiển thị. Còn cái này mới là quan trọng nè. Đây là cái tên action methods register. À. À. Được chưa? Register. Vậy là cái form của mình nó đã logic chưa? Nó đã có kết nối với nhau chưa? À. Rồi ở trên cái login này, ở trên thanh menu, à. Ví dụ như mình vào cái trang nào đó đi. Đúng không? Cái này cô chưa liên kết vô à. Bây giờ cô muốn liên kết cái login thì cũng giống như mấy bài trước ha. À, mình mở cái master lên. Đó, mình mở cái master lên. Rồi, cái login này. Thì cái login của mình là login 2. À, cái controller là 2, được không? Đó, còn cái product này là cô đã xóa rồi nên nó không còn nữa, mình ràng nó lại. Cái nào không có thì cho nó dấu than vô để nhấp vô nó ra lỗi. Ha, đó, login 2, login. Control S.
Rồi cô nhắc chưa? Log in 2. Form log in chứ không phải là log in ha. Đó. Mình form log in nè. Đó sai cái action rồi. Rồi form log in. Test lại nha. Được chưa? Đó, đúng tên thì nó sẽ ra, còn nó ra lỗi tức là cái tên của mình bị sai. Rồi. Vậy là cô vừa hướng dẫn xong các bạn cái cách mà mình tạo cái form login và register và các cái hướng chuyển trang.